45 tạ Quang Bửu, phía sau cái dãy chung cư đang xây dựng. Ngày xưa trong đây cũng có mấy cái lò vàng. Lò vàng là những cái nơi mà phân kim á. Họ hay mua heo vàng ở những cái tiệm vàng. Tiệm vàng rồi họ qua đây họ nấu. Xin lầy gì vậy? Còn ngày này rất là dơ. Quá ổ gà. Xin chào các anh chị và các bạn. Để tiếp nối hành trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi một vòng cái đường Nguyễn Biểu, đi đến cầu Chư Y và đi qua cái khu vực quận 8. Mình sẽ đi qua cầu Chư Y và đi thẳng đến cái chợ Rạch Nông, cái đường Nguyễn Thị Tần, rồi Tạ Quang Bửu qua Cao Lỗ, để xem hình ảnh của Sài Gòn năm xưa với ngày nay thay đổi thế nào ha. Thì có lẽ bên quận 8 thì các anh chị và các bạn cũng quen thuộc rồi, nói là chúng ta biết ở vị trí đâu rồi, nên nhiều khi các anh chị và các bạn nghe thôi, nhưng mà chưa có hình dung ra nó nằm ở đâu và như thế nào. Thì hành trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá và xem thử. Nay chúng ta sẽ quẹo phải đi đến đường Nguyễn Biểu nè. Theo hướng này mình sẽ đi về cầu Chư Y nè. Còn hướng ngược lại là mình đi về đường Nguyễn Trãi. Đường Nguyễn Trãi cuối đường thì có cái trường Bác Ái. Ngày xưa nếu các anh chị và các bạn nếu mà ở quận 8 thì sẽ đi qua cái cung đường đường này và đi qua cầu Chư Y ít thì cũng có vài lần ha. Nhưng mà bây giờ cầu Chư Y cũng thay đổi, sửa sang lại rất là nhiều. Rồi chúng ta đi qua ngã ba Cao Đạt và Nguyễn Biểu nè. Có một cái trục đường dài, phải nói là dài nhất Sài Gòn luôn, đó là đường Phạm Thế Hiển. Nhưng mà cái video Phạm Thế Hiển chắc mình hẹn gặp nhau ở trong những cái video sau nha. Hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá con đường Nguyễn Thị Tần và Tạ Quang Bửu ngày nay như thế nào. Ngay cả bây giờ chúng ta thấy cây cầu Chư Y này cũng rất là thay đổi rồi nè. Ngày nay thì cây cầu Chư Y này đang sửa chữa và mở rộng cái bề mặt cầu, rút ngắn lại cái lối đi bộ cho người đi bộ ở cái phần giữa cầu. Quy hoạch tổng thể cho các cây cầu ở Sài Gòn là như vậy nha. Ngày nay thì các cây cầu nào cũng có sự thay đổi như vậy, nên mình đi qua những cây cầu này rất là dễ bị kẹt xe. Mưa nhưng mà cũng rất là ít mưa.
thì nắng thì bà con dễ dễ buôn bán, dễ làm ăn hơn. Còn trời mưa thì vất vả hơn. Dưới phần chân cầu này người ta cũng đang quy hoạch lại. Nếu tàu quẹo phải là đường Dạ Nam, đường Dạ Nam bắc ngang qua đường Nguyễn Thị Tần. Nơi đường Nguyễn Thị Tần này có rất là nhiều tiệm vàng. Bữa cô chú Giao có nói là có chia sẻ bên đây có cái quán bánh mì, có cái xe bánh mì chả cá rất là ngon, nhưng mà con đi buổi sáng mà không thấy, mà chắc có lẽ họ đã dẹp rồi hay sao. 140 của Nguyễn Thị Tần. Bây giờ cũng là giờ tan tầm, cũng là giờ cao điểm nên xe cộ lưu thông rất là đông ở cái khu vực này. Cái con đường này là nhà cũng rất là có giá nè, đường Nguyễn Thị Tần. Bây giờ nhà mặt tiền là không có căn nào mà dưới 4 tỷ, 5 tỷ. Mặc dù ở những cái nơi mà hẻo lánh, nơi mà vắng cũng có giá. Còn khu này là khu chợ nên có giá hơn. Khu chợ bên tay trái chúng ta đó là chợ Rạch Ông. Chợ Rạch Ông rất là lớn. Chợ Rạch Ông thì buổi chiều bán rất là nhiều trái cây, rau cải. Chợ mở cửa cả ngày luôn ha. Ngày buổi tối thì chợ không có mở cửa. Bên đây phải là 130. Khu này bán rất là nhiều đồ ăn buổi chiều, rất là sầm uất luôn. Bên đây thì ít khách sạn, thì có mấy nhà cho thuê thôi. Nhà cho thuê ở đây thì nếu mà một phòng thì tầm khoảng 1,5 triệu, 2 triệu là có tivi, máy lạnh. Còn dưới 1,5 triệu thì chắc không có. Cuối đường Nguyễn Thị Tần thì chúng ta sẽ đi đến cái đường Tạ Quang Bửu. Cuối đường Nguyễn Thị Tần là đường Tạ Quang Bửu. Từ vì những cái con đường này ít nghe nói đến nên chúng ta hay nhầm lẫn. Bà con thông cảm nha. Đó, đường Tạ Quang Bửu ngày nay nè. Con đường này bán rất là nhiều đồ ăn lẫn các dịch vụ giải trí như là spa, rồi tập gym, các món ăn như là hủ tiếu Nam Giang, rồi bún cá, rồi bột chiên. Con đường này tuy nhỏ nhưng mà cũng rất là có giá nha, tại vì con đường này đông đúc lắm. Ở đây ngày xưa rất là nhiều, đa số là nhà cấp 4. Nhưng bây giờ ta cũng xây lên nhiều rồi. Nếu mà so ra những cái con đường lớn khác á, thì con đường này rất là nhỏ và nhà cao tầng thì rất là ít, cột điện thì rất là nhiều, hồi xưa tới giờ luôn. Chứ
cái khúc này thì chưa có phát triển lắm như khúc trên kia. Khúc trên kia rất là thay đổi, khúc Đồng Diều thay đổi lắm. Ở đây chúng ta qua cái giao lộ Âu Dương Lân, Âu Dương Lân và Đạo Văn Bửu. Ở đây nếu ta quẹo phải thì mình sẽ ra đường Phạm Thế Hiển nha. Còn quẹo trái thì đi đến cái bờ sông Kinh Sáng. Nơi đó có cái bệnh viện nhiệt đới trị liệu ở quận 8. Đường ở đây rất là bụi. Mười mấy năm trước em đi cũng đã là bụi bặm lắm rồi. Bây giờ vẫn còn đang xây dựng, sửa chữa. Xóm này, khu này dân lao động rất là nhiều. Nên có thể nói là xóm nghèo phức tạp lắm. Đây là cầu rạch sông Sáng. Cầu rạch sông Sáng đi đến đường Cao Lỗ, qua bên khu Đồng Diều. Khu Đồng Diều rất là có giá nha. Khu Đồng Diều ngày nay họ đã quy hoạch lại, đang xây rất là nhiều cái chung cư ở đó. Một cái đường Đạo Văn Bửu này cũng rất là dài luôn, nó dài đến đường Chánh Hưng luôn. Cầu Nhị Thiên Đường rồi luôn đó, nó xa như dài như vậy. Đây mình thấy không, bụi bặm cát đá có rất là nhiều. Thấy đồ ăn thì ngon thiệt nhưng mà bụi quá. Bên tay trái mình thấy có cái hẻm. Rồi chúng ta đi vô cái hẻm bên phía sau cái chung cư đang xây này nha, để mình nhìn thấy cái cuộc sống ở trong hẻm này như thế nào ha. Thấy là quận 8 ngày xưa là cái khu đầm lầy, đồng ruộng, đồng cỏ. Rồi sau này mới phát triển từ từ. Hẻm này là hẻm 45 Tạ Quang Bửu, phía sau cái dãy chung cư đang xây dựng. Ở đây rất là nhiều nhà to lụp xụp. Những đứa trẻ em bé đây thì rất là dễ bị bệnh, nhưng mà có lẽ các bé nó quen. Đó, cái lối đó đi vô cái khu chung cư. Các anh chị và các bạn cùng lang thang khám phá vô cái khu quận 8.
xóm này là xóm xóm nhà tôi lụp xụp lắm. Ngày xưa trong đây cũng có mấy cái lò vàng, lò vàng là những cái nơi mà phân kim á, họ hay mua heo vàng ở những cái tiệm vàng, rồi họ qua đây họ nấu. Là những nước chất thải ở nằm dưới ống cống của những cái cơ sở sản xuất kinh doanh vàng, rồi họ đào sình đó lên đem qua đây nấu rồi phân ra, phân loại, phân kim ra. Ở đây rất là lụp xụp. Chúng ta quẹo qua đường cao lỗ nha. Đây là cuối đường cao lỗ rồi nè. Khu này coi như là đang quy hoạch. Khu này thì sáng sủa hơn. Nhưng mà chúng ta sẽ hoành ngược cho ra để đi đến cái đường Phạm Thế Hiển rồi kết thúc hành trình. Rất là nhiều bụi luôn, tại vì có nhiều chung cư đang xây nè, mấy chung cư bên tay phải chúng ta nè. Bên tay trái thì sau thời gian quy hoạch thì cũng hơi sáng sủa và đây có cái dừa dây chai. Bên tay phải mình nơi mà thu gom ve chai của các bà con mà đi mua ve chai lẻ ở ngoài đường á, rồi họ lại đây họ cân. Lâu lắm rồi em mới quay lại cái khu này. Khu này có cái trường đại học, công nghệ. Hồi xưa em cũng học cái trường này nè. Sẵn quay cho bà con xem nha. Có anh chị các bạn nào ngày xưa đã học cái trường này thì chúng ta cùng nhau chia sẻ ha. Đó. Đây là trường đại học ở Sài Gòn, trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, ở bên đường cao lỗ, 180 cao lỗ. Trường đang sơn sửa và xây dựng những cái hệ thống thoát nước, với lại cái công viên phía trước trường. Ở phía sau trường thì ngày xưa có mấy cái quán lẩu dê cũng rất là ngon. Cũng đã lâu rồi không có dịp quay lại. Hôm nay hành trình cùng các anh chị các bạn khám phá con đường cao lỗ. Có lẽ cái video này hơi dài thì các anh chị các bạn thông cảm nha, tại vì cái hành trình, cái tuyến đường nó nói liền thì nếu mà ngắt quãng ra thì kỳ, nội dung nó không được liên tiếp. Nếu mà 10 năm về trước, 5 năm về trước, nếu mà mua nhà ở khu này thì bây giờ rất là có giá trị nha. Nhưng mà bây giờ mua thì cũng vẫn có giá hơn, sau này sẽ có giá hơn nữa, tại vì cái hạ tầng ở đây đang xây dựng. Đó, chúng ta vừa vào qua cái ngã tư cao lỗ và Tạ Quang Bửu.
đường Tạ Văn Vũ thì rất là dài, khúc này thì rất là lớn chứ không có nhỏ như khúc hồi nãy chúng ta đi qua. Con đường Cao Lỗ ngày nay khu Đồng Diều ngày xưa nè, ngày nay có bệnh viện quận 8. Bên tay trái chúng ta đó là bệnh viện quận 8, bên tay phải là khu Đồng Diều. Không biết ngày xưa các anh chị bạn có biết Đồng Diều không ha? Chiều chiều mùa hè hay ra đây thả diều, và ở đó có cái quán Đồng Diều con cá rồi cũng rất là mát mẻ. Ở đây rất là bụi. Khu này đang đã quy hoạch cỡ 5 năm gì trước rồi đó. Ngoài này rất là dơ. Quá ổ gà. Ở đây họ đang cán nhựa lại, làm lại mặt đường. Rồi đến đây thì chắc em xin tạm dừng cái video tại đây. Một số hình ảnh về cái khu chợ Rạch Ông, đường Nguyễn Thị Tần, Cầu Duy, rồi qua đường Tạ Văn Vũ đi vô cái xóm nghèo, gửi các anh chị và các bạn chúng ta cùng nhau hồi tưởng lại, nhớ lại những cái hình ảnh của Sài Gòn ngày xưa. Nếu mà các anh chị các bạn có nghe tới khu này thì mình xem coi, nghe nhưng mà chưa đi, thì bây giờ cơ hội có dịp để mình nhìn lại để mình hình dung ra coi như thế nào ha. Rồi em xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vinh Lâm TV ha. Để xem lại thì các anh chị bạn có thể gõ Vinh Lâm TV hoặc là khu Đồng Diều hoặc là Cao Lỗ quận 8 thì sẽ ra video của em. Nếu các anh chị bạn nào đã mới xem qua kênh lần đầu thì có thể đăng ký, subscribe, like để chia sẻ để chúng ta để YouTube nó đề xuất lên lần sau khi mà có video mới ha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn.